quay con đưa lên nó lấy gì người ta không biết. Ừ. Đi đâu ai cũng nhìn đúng nhất hết. Thì bỏ vậy chứ con đưa lên đó. Giận không có biết mấy cho thì không biết lấy người ta cho mình mười mấy bao đó. Cái đem ra ngoài cặp mấy đường mình nè. Cái mình phơ khô cái vô bao. Vô bao chắc xuống sàn cái đầu để dành đó. Cái cha ông hốt lên cái chụm lai gai lai gai lai gai hoài vậy đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng đây là ngôi nhà của Út Nhất. Ngày hôm nay thì các anh thợ sẽ tiến hành một cái công đoạn tiếp theo, đó là đóng cái trần nhà. Và ngày mai thì sẽ lót gạch. Những cái hạng mục công trình nhà Út Nhất vẫn, các anh thợ vẫn đang gấp rút hoàn thành để đưa ông cụ và bà cụ có thể về chung một trong một cái ngôi nhà mới như thế này. Và hiện nay công đoạn của các anh thợ làm đến đâu và việc xây nhà như thế nào, hình dạng mới của ngôi nhà Út Nhất mọi người đang được cô bác của chị đang trông chờ rất là nhiều. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ những cái hình ảnh mới nhất về ngôi nhà của Út Nhất đến thời điểm hiện tại cho cô bác của anh chị xem. Mời cô bác của chị cùng tiếp tục với Bùi Hồ lên trên ngôi nhà của Út Nhất ha. Hiện nay thì các anh thợ cũng đang nghỉ trưa để mà dùng bữa cơm trưa. Nhưng như thế này á thì những cái âm thanh ồn ào của những cái tiếng máy cưa máy cắt nó không có để cô bác của chị có những cái âm thanh, những cái hình ảnh tốt hơn. Mời cô bác của chị cùng lên nhà với Bùi Hồ ha. Và trước khi mà lên nhà để gặp các ngôi xem lại cái hình dáng ngôi nhà cũ nhất đến thời điểm hiện tại thì người đầu tiên mà Bùi Hồ muốn gặp và chia sẻ với cô bác quý anh chị về hình ảnh mới nhất đó là Út Nhất. Út Nhất ơi, xin chào cả nhà để Út Nhất. Xin chào cả nhà. Xin chào. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì cái tâm trạng của Út Nhất như thế nào khi ngôi nhà mới của mình vẫn đang được tiến hành khởi công gấp rút như thế này, cũng như là về sức khỏe của Út Nhất thì sao? Sức khỏe của Út Nhất hôm nay cũng đỡ hơn ngày hôm qua. Ừ. Ngày hôm qua nó hơi chán dán. Ừ. Rồi uống thuốc vô nào ngay nó cũng đỡ, Út Nhất hôm nay cũng khỏe nhiều. Ừ. Rồi ông bà cụ? Ừ, cha hồi sáng này kia ông cũng ăn uống rồi. À. Má cũng ăn rồi trên rồi. À. Còn Út Nhất một chút nó đem xuống dưới cái đầu cơm nước cho em nữa là xong công việc của Út Nhất ngày. À. Rồi bây giờ vui dữ không Út Nhất? Vui, cũng giờ Út Nhất mừng, cũng như mình mừng thao thức. Dạ hả? Út Nhất thao thức, thức hoài thì nọng nó cũng mệt hơn. Rồi bà cụ sao? Thì má thì bà nọng ấy dưới bà uống sữa anh xua đó. Ừ. Ngày bà hôm nay cũng, bà uống cũng nay cũng được rồi. Ừ. Cũng khỏe, Út cũng mừng. Ừ. Ừ, giờ Út Nhất mong muốn Út Nhất cho rước mẹ lên. Ừ. Lần cho rảnh lần Út Nhất xong lần Út Nhất đi làm mới được. Ừ. Anh Cường sao Út Nhất? Cường thì giờ cũng như hồi sáng rồi biết cũng mua đồ cho nó ăn rồi đó. Ừ. Nó cũng non, hộp bún hồi sáng là ngay 15 ngàn nó ăn cũng no. Ừ. Rồi một chút nữa nào ngay mình đem cơm cho nó nữa rồi cho nó ăn. Ừ. Đem cơm chưa? Út Nhất sẽ hẹn đi dưới báo cơm với chị Sáu dưới nè. À, bây giờ cũng hơn 11 giờ Út Nhất thôi đem cơm đi. Thì đó Út Nhất đem cơm nữa. Rồi tí xíu nữa. Rất là nhiều cơm. Dạ bây giờ Út Nhất đi bới cơm đi rồi đem rồi tí xíu nữa em qua thăm anh Cường tí xíu. Rồi bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục với Bùi Hồ lên ngôi nhà của Út Nhất ha. Cũng như Bùi Hồ có chia sẻ cái cầu này của Út Nhất thì lúc trước thì cây cầu này cũng khá là mục rồi. Thì Bùi Hồ có nhờ anh thợ, các anh thợ làm một cái cây cầu mới cũng khá là rộng. Và trên này có cây cầu này có chừa những cái sắt nối để sẵn để các anh thợ có thể làm luôn cái phần lan can đó cô bác quý anh chị. Thì cây cầu này có thể mình làm để có thể chạy xe lên được luôn. Và đây là trên cái khuôn viên ngôi nhà mới của Út Nhất nè. Ngày hôm nay thì các anh thợ đang tiến hành một cái công đoạn đó là đóng trần, đóng la phong cho trần nhà đó cô bác anh chị. Khi mà đóng la phong xong á thì sẽ tiến hành cái công đoạn tiếp theo đó là lót gạch. Cái phần la phong hôm trước á thì Bùi Hồ có chọn là cái phần la phong có một cái lá màu xanh. Tuy nhiên ngày hôm nay á thì các anh thợ cũng nói là lá màu xanh đó đã hết hàng hơn. Đứt hàng rồi. Và cái phần này la phong này màu này thì Bùi Hồ cũng nhận thấy là nó sẽ tiệp màu hơn so với cái phần phần nhà tiền chế. Và đây là cái phần la phong sau một buổi sáng các anh thợ đóng nè cô bác anh chị. Đó. Nhìn rất là đẹp, nhìn tổng thể ngôi nhà thì rất là hài hòa luôn. Chiều cao của ngôi nhà từ cái phần trần nhà lên cho đến cái phần trên là 2m7. Chiều cao này đủ cái độ chiều cao để mà cách nhiệt so với cái phần mái ở trên á, có nghĩa không có nóng nữa. Đóng cái phần la phong trên này thì hình như là 4 triệu đồng. Sau đó thì các anh thợ sẽ đóng cái phần la phong ở dưới này. Cái phần la phong ở dưới này thì các anh thợ sẽ đóng xéo theo cái phần mái nhà luôn. Lý do là đóng xéo á, trước đây cái nhà cũ á, cái nhà này chưa dỡ ra thì đóng cái nhà này nó thấp hơn nhà này một tí xíu. Và khi mà đóng cái nhà này thấp hơn nhà này tí xíu thì là nhà nó thấp nên mình không có thể đóng la phong ngang được. Thì khi mà đóng la phong không có ngang được á thì các anh thợ sẽ đóng luôn cái phần la phong nối trên này để che cái phần to này, nó sẽ rất là tuyệt vời. À, la phong này là những cái la phong khối vuông nha cô bác anh chị. Còn ở đây là cái phần sim bo. Ngày mai này thì các anh thợ sẽ lót gạch cho cái phần sim bo này, tráng gạch lên và sẽ lót gạch. Cái công đoạn này thì ngày mai thì sẽ thực hiện trong một ngày là sẽ xong thôi. Ở cô bác anh chị thấy cũng khá là dễ thương.
Còn đây là cái phần phòng của Út Nhất nè. Cái phần phòng này á thì mình làm cũng khá là rộng, vừa đủ để một cái chiếc giường, và có thể bên đây mình để thêm một cái tủ quần áo hay gì đó. Ở đây là cửa, bên đây là cửa nhôm. Ở trong cái phòng của Út Nhất á thì sẽ có thêm một cái phần gọi là khoét cái cửa sổ. Khoét cái cửa sổ này ra để lấy gió và lấy ánh sáng cho cả cái ngôi nhà ở trong cái phòng này. Còn cái phần trước này á thì các anh thợ sẽ sơn trên cái mặt khải ở trên đó. Sau khi sơn trên cái mặt khải ở trên đó thì các anh thợ sẽ gió, lấy hướng gió từ đó và lấy ánh sáng luôn. Cái phần ở trên này thì chừng nữa thì chắc có lẽ là sẽ nhờ Đạt Đồng Tháp rồi đó. Sẽ Đạt Đồng Tháp nên nói là sẽ đi cái phần điện ở trên này nè cô bác anh chị. Đi cái phần điện trên này thì phần điện sẽ giấu ở trên kia. Ở trên này có một cái bóng đèn ở đây luôn. Ở cái bóng đèn ở đây, rồi ở trên đây có một cái bóng đèn lớn nữa. Và một cái bóng đèn ở chỗ này nữa. Với lại bóng đèn trong nhà vệ sinh. Còn ở đây là không gian nhà dưới. Thì Bùi Hồ có nhờ anh Vũ là đóng cho một cái bàn. Cái bàn để cái bếp ga. Thì có 3 miếng gạch 4 tấc là 1m2. Thì đóng thêm một cái kệ để đường, bột ngọt, dầu ăn gì trên đây. Hiện nay vào buổi trưa thì cũng khá là mệt. Sau khi kết thúc buổi livestream thì Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị xem. Chắc cũng có lẽ là không có nói nhiều, tại vì cô bác anh chị đã có xem livestream rồi đó. Đây là cái phần nhà vệ sinh. Bề ngang này nó tới 2m, bề dài nó tới 1m8. Xây tường 20 thì cái phần lòng nhà vệ sinh nó lọt lòng thì còn 1m8 bề dài. Và bề ngang này còn 1m6. Và các anh thợ đang tiến hành chiều nay sẽ lót dĩ cái phần này. Sẽ đổ sàn cái phần này và xây đổ luôn cái phần cột này. Và sẽ xây tường gạch thẳng lên, đụng lên cho tới cái phần trên này. Nhà vệ sinh thì cũng đã được lót gạch nè. Được lót gạch và thẳng lên tới trên, đóng la phong, đi đèn điện, nước đồ đầy đủ hết. Và đây là cái phần ống hơi nè cô bác anh chị. Đó, ống này là cái ống hơi. Ở trong cái này là một cái ống lắng lọc vậy đó. Ở trong cái phần này á, thì các anh thợ đã làm 3 ngăn. Ngăn lắng, ngăn lọc và ngăn chứa là sử dụng rất là lâu luôn. Đó, đây là cái phần nhà sàn. Đó, các anh thợ là sẽ đổ luôn cái phần này nè cô bác anh chị. Đổ luôn từ bên đó qua đây luôn. À, các anh thợ vẫn đang cố gắng. Các anh thợ thì sáng nay thì các anh thợ sẽ làm xong luôn ha. Làm xong luôn cái phần ở đây. Các anh thợ ngày hôm nay thì dùng cơm trưa ngay tại chỗ này luôn. Chừng nữa thì Bùi Hồ sẽ lòn dây điện vô cái phần cái guộc gà. Lòn dây vô đó thì không có chuột rồi. Và đi điện ở trên cái trần la phong nó sẽ đẹp hơn. La phong này thì mình nhìn thấy tổng thể cái màu nó rất là hài hòa, dễ thương. Là một buổi sáng xong mau hơi quá mau anh. Dạ. Một giờ xong. Dạ. Cái nhà này diện tích cũng rộng hơn ha. Nó tầm 50 mét vuông. Nhìn dễ thương lắm. Quý lắm. Anh thợ này anh nói là được cái ngôi nhà này là quý vô cùng luôn. Nhìn tổng thể mình nhìn thấy nó hài hòa hết ha. Cái symbol này dày lắm các bác anh chị. Symbol này cũng khá là dày luôn. Cái phần sàn này mai mốt đó Bùi Hồ nói với cái anh Vũ thợ sắt á, làm cái phần móc ở chỗ này nè, cho ông cụ nghỉ trưa dưới này luôn. Rồi là anh Vũ anh nói là làm luôn cho một cái giá võng để trên nhà, để ông cụ muốn làm thì làm, vừa thôi sắt làm tặng luôn á. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đi ra cái phần nhà của anh Cường để quay cho cô bác của anh chị quay một tí thôi. Nhà anh Cường thì được Út Nhất tháo cái sợi dây xiên chân lại rồi. Và bây giờ anh Cường có thể thoải mái trong cái lòng đó. Mong rằng thời gian sắp tới anh Cường sẽ có thể, sau khi mà được tháo chân á, thì anh Cường sẽ được tỉnh táo hơn tí xíu, sẽ bớt chửi. À, và đây có là một cái cây cầu đi ra ngoài thăm anh Cường nè. Nghe nói ngoài đó có một cái... Trời ơi trời. Có một cái cục đá nữa cô bác anh chị. Đó, bây giờ ghê quá. Anh Cường ơi, ăn cơm. Ăn cơm nè. Cái giò anh tháo ra chưa? Là một cái cây cầu này rồi nè cô bác anh chị. Thì Út Nhất sẽ không có bị đi nó bị nước dơ dưới đó nữa. Thì bây giờ Út Nhất được cái phần này sẽ đỡ hơn rồi nè. Hình như là anh Cường bây giờ vẫn còn đang nóng tánh á. Anh ăn cơm chưa? Cắt nhà mới cho ba anh kìa. Đâu bước ra đây coi anh Cường. Anh Cường ơi.
Ôi trời ơi, chào ảnh hoài cũng ngại lắm. Anh chửi con gái là khá là nhiều nên Bùi Hồ cũng rất là ngại ghi hình. Tuy nhiên vào thời điểm này sau khi mà được chị Oanh hỗ trợ đó, ở Đài Loan hỗ trợ cái phần nhà này thì nó cũng đã hết mưa hết nắng rồi. Hết mưa hết nắng theo cái kiểu đúng nghĩa luôn. Và cũng đã tháo luôn cái phần sách ga. Cái nơi ở của anh Cường thì bây giờ nó cũng cực kỳ ổn định luôn. Cái phần khung sắt thì cô bác anh chị anh Vũ có nói á, là anh Cường anh cũng không có thể nào làm nhúc nhích được cái khung sắt. Nên mong rằng anh Cường có thể tự suy nghĩ lại và thần kinh anh có thể ổn định hơn một tí xíu nha cô bác anh chị. Đóng ngược lên. Vậy là ở trên đó mình mắc tốn thêm một cây nữa anh. Tốn thêm một cây ở trên ấy xuống nữa. Đây lát nhẹ chút xíu là được. Ở trên đó vậy là chừng nữa mình làm kẹp lên trên đó cái nữa. Cái đó là không kẹp, bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Nhưng mà tại trên kia nó có cái kẹp, cái này mình kẹp nó có được nữa đâu. À. Mình đâu có giữ chùi mình dựng đâu. Dạ. Xin mình lấy thôi. À. Nhưng mà nó an toàn không anh? À, nó không rớt. Dạ. Không rớt hả? Vậy là bắn đây nè, bắn đây nè. À có nghĩa là mình bắn thẳng vô cái cây đố này luôn. Đúng rồi. Đó là cái này nữa. À, nên đủ đồ an toàn. Cũng hay là nó có cây đố này nó thở. Rồi ok, bắn đố vô. Tại nó phát sinh mình đóng ở đây trước. Dạ. Đóng này trước mới có cái biến chỉ. À tại mình không lúc mà không biết cái ngôi nhà nó dựng sao á. Đóng rồi mới thấy nó hở gì sao ấy. Hở gì thì nó ấy. Nên mình làm cái này thấy nó cũng đẹp. Rồi bóp năng lên bắn đi cho bằng. Năng sát. Vậy là quý quá rồi. Mình đóng cái này là nhìn ngôi nhà là nó đẹp luôn. Dạ. Yeah. Tại nó thiếu đường chỉ chứ tôi không giờ nếu mà gắn đường chỉ gỡ hết trơn banh muốn hết. Khổ. Không bao giờ gớt được luôn, này cực kỳ chắc chắn luôn. Bắn ở dưới đó luôn hả anh? Dạ bắn hết luôn cho mấy tướng được. À. Gì đó. Nó có lắc, nó gớt. Nó không gớt nổi. Không có đường nào gớt nổi, nó quá chắc rồi. Làm cái này chắc em nghĩ nó hơi lâu hơn so với trên đúng không? Lâu hơn nhiều. Tại vì ở dưới này là mình phải cắt từng miếng nữa. À. Đúng rồi, cái phần ở bên đây đó thì sau khi ấy thì các anh thợ sẽ còn một cái miếng ở đây nè. Nó xéo qua bên đây thì cái phần này nó sẽ bít hết luôn à. Đem cơm không nhất? 11 giờ mấy rồi? Ăn cơm gì nhất? Có trà đường không? Hả? Có trà đường không? Miếng nét cho nó uống nè. Bịch nét hả? Ờ, với mong bịch nét là làm cho nó uống. Ừ. Mới chửi em quá chửi rồi.
Sao? Hả? Hồi nãy thấy có cục đá vậy? Hả? Thấy có cục đá hả? Không. Không có cục đá không? Không, cục đá dục rồi. Dục hả? Dục ngày hôm qua. Dục rồi hả? Ừ, dục nó uống vô tự do đó. Ai dục? Nó, với ngày hôm qua cứ nói nếu mà mày không dục thì chiều tao nghỉ đem cơm. Có thấy dục ở đâu không Út? Cái trồng đó cái xíu Út nó còn qua nó quay đâu trọng dục thì dục quăng với đó. Dạ. Ừ. Sao anh thấy là nó chỉ. Ừ. Hồi nãy anh hỏi anh mát không hả? Chứ hỏi mát không nó quậy nó cự. Nói sao? Anh... Nó mát gì mà mát. Rồi anh nói, rồi anh nói gì? Tôi biết nói ruộng mẹ đã cho mẹ ăn mà hả hỏi mày cái gì cái mày ưa nạt. Tao nghĩ đem cơm như vậy luôn. Ờ, tao nghĩ đem cơm nó ngầu với mẹ ấy. Là ổng sợ gì là ảnh sợ thôi chứ. Sợ đói. Đã hỏi đói. Ở trong đó ăn gì. Mà con cái hả ăn là quậy. Cái bò của chị Sáu ăn con ta đập bởi, đập mớt con ta thôi. Bây giờ đem cái hộp vô đó. Không đem cơm dục quá. Nếu còn cục đá là không đem cơm. Ừ, nó dục mà. Nó có khôn lắm. Nó sợ. Ừ. Đó mình mệt mà còn gặp nó còn mệt thêm nữa. Đó mình mệt rồi. Ừ. Quỳ xứ. Rồi, ông Nhất chào khán giả ơi. Ông Nhất cảm ơn mấy chị, mấy cô, mấy anh, mấy chú trong nước ngoài nước. Cảm ơn hết máy bay. Gì? Máy bay hả? Tao máy bay. Tao biết tình nó quen vậy rồi. Rồi. Đi vô ha, cô bác anh chị. Bây giờ là nổi tiếng hơn cái cồn, cái cù lao của mình nữa. Chứ cần quay cần đưa lên nó lấy gì người ta không biết. Ừ. Đi đâu ai cũng nhìn đúng nhất hết á. Thì bởi vậy chứ cần đưa lên đó. Ờ, ta có nói gì đúng nhất không? Không có nói gì đâu. Thấy đi ngoài đường thấy mắc cỡ không? Thì còn mình cũng ngại nữa, ai cũng giờ mình cũng ngại nữa, mình liệu có thôi đi về cái hoàn cảnh của mình vậy phải chịu thôi. Người ta ngại thì sao? Như vậy? Ngại sao? Mình cũng ngại, mình thấy cũng như hồi đó giờ hồi nhỏ tới lớn mình không có lên truyền hình đó. Bây giờ vừa lên tầm truyền hình lên kia đó. Ừ, mình cũng thấy cũng ngại, mình nói thôi kệ đi. Hoàn cảnh của mình thì mình phải chịu chứ giờ sợ lệnh gì nữa. Mình nghèo thì chịu, mình hạ mình xuống mình nghèo chứ mình ngước lên thì cũng chẳng được bằng ai. Nhưng mà cái này người ta đâu có chê, không biết gì đâu mà ngại. Có, mình nghĩ cũng nhằng, cũng như nó nghĩ rằng như đó mình lên truyền hình này kia, vậy kia đó. Ừ, mình cũng ngại mà mình nói suy nghĩ là mình nói thôi dòng cái chuyện đó mình cũng không có quan tâm, nó kệ đi. Mấy chị, mấy cô, mấy chú mạnh quân lo cho mình được cái nhà ấm cúng cho ba mẹ được rồi. Còn mấy người đó thì Út không có nghĩ gì hết. Cứ nghĩ về ba mẹ có chỗ ở là được. Chứ mình không có nghĩ mình nổi tiếng nữa ha. Đúng rồi. Có bao giờ mình nghĩ mình nổi tiếng, mình đi ra đường mà mặt mình nhìn lên không? Không dám, có khi lúc ra đường có khi gặp người ta giờ mình cũng lắm lúc mình mới mặt làm ngơ đi. Tại nó nhìn mình hoài mình cũng mắc cỡ. Khi nào mà hay tiếng ai nói chuyện mình thì mình đã lờ. Còn hay tiếng ai giờ mình ta không nói chuyện thì thôi mình chạy luôn. Chạy luôn. Chứ làm sao giờ? Mình chỉ là uống cái ớt thôi. Biết nghĩ là cũng như là sáng mình ngủ, tối mình ngủ, sáng mình đi làm thôi. Nhưng mà anh thấy đi á là ai nhìn nó biết người ta cũng cười á, ta vừa vui ta hỏi á. Đúng rồi, thì bởi vì ai hỏi thì trả lời, còn ai không hỏi thì thôi chứ không trả lời. Anh nói Út Nhất bây giờ nổi tiếng rồi. Thì đúng rồi. Tại vì Ngự Hồ nó quay cái đứa Út Nhất lên đó. Rồi cái nhiều clip người ta coi hoài. Ta hù mà còn chưa được nghỉ ngơi. Nhưng mà thôi kệ, thương em mình. Thì bảo mình thương em mình đâu bây giờ đâu có bỏ nó được. Nói thì nói vậy thôi. Đúng rồi chứ. Mình thấy cũng như cái cảnh cũng giúp như nó hai ba chiều này kia đó. Khi nó làm gì cũng như nó khi nó chán dán. Trách sao đành không nhất hả? Nó mệt, có khi cũng chán dán hoài. Mà điều mà nó thôi kệ, gán cố gắng lên. Nhưng mà Út Nhất nghĩ cái này nè, là em mình nó bị nhốt vậy nó cũng bức gức mà mình rồi đi vậy, thành thử ra là Út Nhất thấy mình giúp vậy thì nó cũng không bằng cái phần em mình chịu cực chịu khổ đúng không? Đúng rồi, gan tại mình thấy cũng như giờ sáng bắt em vô, rồi trưa bắt em vô, rồi chiều bắt em vô, rồi cuộc mùng lợi cho nó đàng hoàng, cả mũi vô cắn nó, mỗi cái mỗi chút nó mệt mỏi. Nghe nói là Út Nhất mà đi làm về là Út Nhất đậu cái bó củi ở trên đầu hả? Biết đậu củi trên đầu đem về đặn nó kỹ như để dành đó cơ. Đợi có mưa gió này kia cũng có chậm.
Đi làm về là móc củi. Ờ, cứ đi làm về cái khi người ta mé ba cái nhánh cồng, nhánh gáo này kia đó ra. Ừ. Ừ, cái xin người ta, cái người ta cho cái mình đậu đem về, cái mình để trong đất sàn. Ừ. Ừ, cái nắng cái cha nhà ông đem ra ông phơ. Người khô cái ông bó lại, ông để sàn cái vẫn có chùm. Chứ củi mình đâu mua không? Củi thì không có mua. Cũng như là mấy người mà ông anh ổng suốt củi bắp đó. Ông suốt củi bắp cái có khi lúc lúc ông điện đó. Ông hỏi ông biết lấy củi bắp chậm không, có biết lấy cho thì ông biết lấy, người ta cho mình mười mấy bao đó. Cái đem ra ngoài cặp mấy đường mình nè. Cái mình phơ khô cái vô bao. Vô bao chắc xuống sàn cái đầu để dành đó. Cái cha ông hốt lên cái chậm lai gai lai gai lai gai hoài vậy đó. Là bây giờ chậm củi giờ ít lại rồi cũng đỡ hơn. À, ngày nào ngay cũng như nữa thì cũng mua cái lò như thế như nấu nước này kia, hoặc nấu củi cơm cho mẹ. Ờ, cơm cho mẹ này kia cho bà ăn thì cái nào cũng như cho nó bớt bớt một chút cho cái thế ai nó cũng nhẹ, hiểu không? Trời, ừ. Chưa cực mà nấu cơm đây, củi mình cũng mênh mông nữa. Ừ. Như tiện tặng cái nào được thì cho nó khỏe. Ừ. Anh chú Cường ở đằng kia là thương Út nhất lắm. Chú Cường ở đối diện nhà. Ờ đúng rồi, tại vì Út biết đi màng đi ngang đường ổng hoài đó. Rồi ổng thấy cái cảnh Út biết đi màng lên mình bỏ mình mấy này kia đó. Ừ. Rồi ổng dòm lên kia ổng cũng thương. Ổng mới cưng màng vậy rồi sao con màng nẩu giúp nói ừ vậy mẹ màng nẩu thôi nè. Màng cỡ nào em cũng màng hết trơn á. Tại vì Út biết đi đường ổng không đó. Đi màng cái ổng có cây cầu đó. Cái đi ra thẳng ra ngoài cái đụng đất. À, bởi vì nên thành nữ là ông chú không thấy ông nhất đội củi lên đầu. Ờ à, đúng rồi, ông nhất đội củi lên đầu rồi đem về đặng chùm. Ừ. Ngày hôm nay được gì là chắc có lẽ là chúa trời được phù hộ chốn nhất á hả? Ờ à, đúng rồi, gian như nhờ cũng như mấy chị mấy cô đó, mấy anh mấy chú mạnh thường quân đó. Giúp đỡ cho gia đình ông nhất cũng mừng, chứ không có mấy chị mấy cô là suốt cuộc đời chưa được cái nhà. Có nghĩ bao giờ nghĩ mình mơ không Út nhất? Không, Út nhất nghĩ là không có mơ được. Tại vì cái hoàn cảnh của gia đình của Út nhất là không có mơ được. Ừ. Đâu phải mình làm cái gì mà cho nó mặn cái gì mà cho nó xứng đáng đâu mà là mình mơ. Ừ. Có nghĩa là Bùi Hồ hỏi Út nhất á, là có bao giờ nghĩ rằng là mình đang nằm mơ không? Không, Út nhất nghĩ rằng không có nằm mơ được. Ừ. Là mình nghĩ rằng cũng như mình mặn ngày có nhiêu đủ cha con ăn. Điện nguồn nước đủ là hên. Ông nhất không hiểu ý Bùi Hồ rồi. Ông nhất nói là mơ cũng không có ngôi nhà nữa đúng không? Ờ, mơ cũng không có gặp ngôi nhà nữa. Ừ. Nó biết cũng không có nghĩ tới đâu hay tới đó. Ừ. Như mình lo màng đi. Ừ.